Hello, mình là Lâm Bổng Nguyệt, học Anh văn chuyên ngành thầy Nguyên, lớp Mẫn Nghi Minh Thái. Video này của mình sẽ nói về chủ đề hệ thống renin, angiotensin, aldosterone hay còn gọi là RAS. Đây là một hệ thống enzyme có chức năng điều chỉnh huyết áp và cân bằng dịch trong cơ thể. Trong khi các phản xạ áp cảm thủ quan tác dụng ngắn đối với sự thay đổi huyết áp đột ngột, thì hệ thống RAS có tác dụng điều chỉnh huyết áp kéo dài lâu hơn. Ở thận, trong thành của các tiểu động mạch đến có các tế bào sản xuất tiền renin được gọi là các tế bào cận cầu thận. Khi huyết áp giảm, các tiền renin sẽ được phân cắt để tạo thành renin và giải phóng vào trong máu. Renin sẽ chuyển đổi một protein của huyết tương do gan sản xuất gọi là angiotensinogen thành angiotensin 1. Sau đó, angiotensin 1 sẽ được chuyển thành angiotensin 2 bởi enzyme chuyển đổi angiotensin hay ACE chủ yếu hiện diện trong phổi. Angiotensin 2 là một loại hormone có tác dụng kích thích co mạch, chủ yếu là các tiểu động mạch đi, tăng tái hấp thu natri ở ống lượng gần, kích thích vỡ thượng thận, giải phóng aldosterone, sau đó aldosterone sẽ tác động lên thận, làm tăng giữ natri và nước. Trên hệ thần kinh trung ương, angiotensin 2 cũng có rất nhiều tác động lên vùng hạ đồi, làm tăng cảm giác khát. Kích thích thì sao tiếng yên, tiết ADH, tăng giữ nước ở thận, giảm độ nhạy của các áp cảm thủ quan đối với việc tăng huyết áp, do đó không làm mất tác dụng của RAS. Tất cả hành động này sẽ làm tăng thể tích máu và tăng huyết áp. Hệ thống renin, angiotensin, aldosterone cũng là đối tượng tác động của nhiều loại thuốc điều trị tăng huyết áp như thuốc ức chế men chuyển, tác động lên ACE, làm giảm hình thành angiotensin 2, hay thuốc chặn thụ thể angiotensin, ngăn angiotensin 2 gắn với các thụ thể của nó, làm mất hoạt tính của enzyme này. Và chúng ta có một câu hỏi như sau. Câu này dịch là: thuốc hạ huyết áp cấp W hoạt động như một chất ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin. Ngoài việc giảm hình thành angiotensin 2, cấp W còn giảm nồng độ của chất nào sau đây trong tuần hoàn? Câu A là cortisol, câu B là thrombosen, câu C aldosterone và D là androgen. Thì như đã nói ở trên, angiotensin 2 có một tác dụng là kích thích vỡ thượng thận, giải phóng aldosterone. Nên khi giảm angiotensin 2 sẽ dẫn đến giảm aldosterone trong tuần hoàn. Và đáp án câu hỏi này là C, aldosterone. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người vì đã xem.